Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống An Toàn. Thưa quý vị, trước nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ những nông sản không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều người đã chọn biện pháp trồng rau tại nhà. Đây là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân thủ đô, không chỉ nhằm giải quyết phần nào tình trạng thiếu rau sạch. Mô hình tự tạo nên một vườn rau xanh trồng giúp người dân tăng thêm mảng xanh trong nhà phố, cải thiện không gian sống, học tập và làm việc. Đó cũng là chủ đề của chương trình Sống An Toàn của chúng tôi ngày hôm nay. Và hãy cùng chúng tôi bắt đầu bằng một phóng sự ngắn sau đây. Xuất phát từ nhu cầu cá nhân cũng như mong muốn những học sinh thân yêu của mình có được nguồn rau xanh sạch và bổ dưỡng cho sức khỏe, cô giáo Nguyễn Thị Phượng, hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Hoa đã quyết định tự thi công một vườn rau tại chính nơi mình đang công tác. Tuy nhiên, để bắt đầu cho một vườn rau xanh mát chất lượng thì chắc chắn không đơn giản, bởi cô Phượng hiểu rằng không chỉ cần có đất, mầm giống mà phải cần đến sự tư vấn của chuyên gia trong lĩnh vực để có được một vườn rau xanh mát đúng nghĩa, đa dạng và duy trì nguồn thực phẩm xanh sạch lâu dài cho học sinh của trường. Đây chính là mong muốn của cá nhân tôi và của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh toàn trường. Với cái vườn rau sạch ở trong trường mầm non thì tôi nghĩ là khi mà các con được ăn cái bữa ăn mà có cái rau sạch thì thứ nhất là các con sẽ đảm bảo cái chất để giúp cho các con có một cái thể chất rất là tốt. Cái thứ hai là các bậc phụ huynh cũng rất là yên tâm khi gửi con vào trường mà ở tại trường đó lại có một cái vườn rau xanh và sạch, và đặc biệt là có cái chất lượng thực phẩm đảm bảo thì giúp cho cái bữa ăn cũng như cái khẩu phần của ăn của các con thì tương đối là đảm bảo về vệ sinh cũng như về an toàn thực phẩm. Khi thực hiện thi công cái vườn nhà thực hành trồng rau của bé thì thứ nhất là chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì là khi mà trồng rau thì với cái thời tiết của Việt Nam thì nó nắng nóng cũng như là mưa rất là nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng băn khoăn để làm sao mà có một cái nhà rau sạch đảm bảo mà không có những côn trùng vào trong vườn rau, thì chúng tôi suy nghĩ là chắc chắn mình sẽ phải tìm đến một cái công ty, một cái đơn vị tư vấn thiết kế giúp cho mình có một cái vườn rau xanh sạch nhưng lại thực và đặc biệt là không có những cái con côn trùng nó vào. Nhà trường của chúng tôi với mong muốn là có một cái nhà rau xanh sạch và đảm bảo an toàn cho các con trong trường mầm non, thì tôi rất mong muốn là em tư vấn giúp nhà trường chúng tôi. Trước hết là nếu mà chị làm cái nhà rau ấy thì chị phải làm cái gian, cái gian để cái nhà để cái thủ rau lên đấy, và tốt nhất là cái gian đó phải cao cái mặt đất là khoảng 45 cm. Và nếu chị làm thì thường là nếu cho các cháu chăm sóc thì làm 2 tầng gọi là 2 cấp ấy, thì mỗi cấp cái nhau 20 cm, như vậy là cả cái gian sẽ cao 65 cm. Thế còn các cái thùng mình sử dụng ấy thì thường là mình sẽ sử dụng thùng nhựa thông minh hoặc là thùng xốp cao hồi châu để mà mình trồng rau. Khi bên trong thì mình sẽ cho phun trùng quế chất và bên trên là mình sẽ sử dụng giống để gieo lên. Để thực hiện và thi công được cái nhà trồng rau cho bé này thì thời gian thì khoảng bao nhiêu thì sẽ hoàn thành? Thì tùy theo diện tích và tùy theo cái địa hình. Như địa hình ở đây thì là bám vào mặt tường ấy, thì chúng ta phải thiết kế rất là chi tiết và nó làm rất là cẩn thận. Thế nhưng khi thi công thì chúng ta không có chỗ để bám. Rất là khó, như thế khó thì chúng ta phải khoảng 2 tuần, 2-3 tuần. Chứ còn nếu mà chúng ta mà thi công ở trên mảnh đất trống này thì chúng ta đã có sẵn gỗ rồi và đến lúc chỉ cần 2 mặt này thôi. Rất cảm ơn anh. Cũng hy vọng là cái công trình nhà rau sạch của trường mầm non Tuổi Hoa sẽ đem lại cho cái khu tại nhà trường có một môi trường xanh sạch đẹp. Vâng thưa quý vị, tự trồng vườn rau tại nhà hiện đã bắt đầu được nhiều gia đình đầu tư. Tuy nhiên, để có được một vườn rau xanh mướt chất lượng cho cả gia đình thì không phải ai cũng có kiến thức. Phần tiếp theo của chương trình Sống An Toàn ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng với chúng tôi gặp gỡ với vị khách mời của chương trình để giải đáp những thắc mắc xung quanh chủ đề của chương trình hôm nay. Lần đầu tiên xin cảm ơn Nguyễn Xuân Trường đã nhận lời mời tham gia chương trình Sống An Toàn tôi ngày hôm nay. Thưa anh, là hiện nay thì cái phong trào mà trồng vườn rau tại nhà đang nở rộ, rất nhiều người thì mua những cái vật dụng để chúng ta có thể thực hiện một cái vườn rau tại nhà. Tuy nhiên là không phải ai có kiến thức và thành công. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho anh đó là
cái khoảng sân, cái khoảng đất như thế nào thì chúng ta có thể thực hiện một cái vườn rau tại nhà. Khách hàng của chúng tôi đến với chúng tôi rất là nhiều. Người thì diện tích rất là nhỏ, cũng chỉ một vài thùng xốp, mà người cũng có thể là một mái tầng 4, tầng 5 hay là một cái mái hiên cho dù chỉ là 1-2 mét vuông hoặc là cho đến 4-50 mét vuông, chúng ta cũng có thể tự tạo được những cái vườn rau sạch và an toàn cho gia đình. Mọi người thường dùng là thùng xốp này, đất và một chút nguồn giống thôi để có thể thực hiện cái vườn rau tại nhà. Tuy nhiên chúng tôi thắc mắc là không biết là cái việc mà những cái vật dụng đó thì có đảm bảo chất lượng rau hay không? Khi mình trồng rau trên thùng xốp ấy, nó mình gặp rất nhiều cái vấn đề nó khó khăn do đất ít, và đấy là những cái vấn đề mà những cái chỗ vị trí ánh sáng là nó đầy đủ. Thế còn những cái vị trí mà nó không đủ ánh sáng, cây nó sẽ còi cọc, nó sẽ không lớn được, nó thậm chí là nó không phát triển, không lớn lên được hơn. Đấy. Thế nên và một cái nữa là khi trồng rau trên thùng xốp ấy, là cái việc chăm sóc mình sẽ gặp nhiều khó khăn. Với mỗi một loại rau thì mình chăm sóc nó khác nhau. Thế là có loại rau thì cần nhiều ánh sáng, có loại rau thì cần nhiều nước. Thế như ví dụ như là rau cải thì rất dễ sâu bệnh, thì chúng ta là phải tưới nước làm sao cho nó phù hợp, hay là châm phân ở giai đoạn nào để cho nó phát triển kịp thời, hay là cho nó lấy được đúng cái chất của nó. Đấy, ví dụ như là bắp cải ta chăm ở thời kỳ nào, lúc đầu tiên ra giống hay là lúc bắt đầu cải quấn. Đấy, thì chúng ta dùng cái loại thuốc gì để cho cái rau của chúng ta đạt tiêu chuẩn được tốt hơn. Để thi công một cái vườn rau mà có chất lượng thì chúng ta cần phải trang bị những cái điều kiện gì và cần phải có những cái vật dụng gì thưa anh? Khi mà chị không có diện tích đất, chị trồng rau trên sân thượng, bởi vì chị không diện tích nên chị phải tận dụng các cái diện tích trên sân thượng hay ban công. Đó là chị không thể thay đổi được cái diện tích trên đấy rồi, mà chị phải tận dụng nó. Nên là chị bắt buộc là chị phải tuân thủ những nguyên tắc, ví dụ như là chị chọn thùng xốp làm sao cho nó phù hợp với cái diện tích đó, và chị cho những cái lượng đất và những cái giống rau chị định trồng và xem cái vị trí đó là nó có phù hợp với cái tại vị trồng đấy, nó có phù hợp tại vị trí đó không. Đấy, và chị phải trang bị cho nó ví dụ như là hệ thống đo ánh sáng, hệ thống đo nhiệt độ, hay là hệ thống tưới tự động để làm sao giảm cái nhân công con người đi. Vậy thì hàng ngày những cái trang thiết bị đó thì sẽ hoạt động như thế nào để chăm sóc cho vườn rau của mình ạ? Một vườn rau đạt chuẩn thì chúng mình nên kết hợp ban đầu đó là đất, thùng xốp, hạt giống rau và hệ thống đi để kèm, bao gồm là đo độ ẩm, đo nhiệt độ, đo lưu lượng gió là cái tốt. Những cái hệ thống này kết hợp với nhau để khi vào buổi sáng thì là cây cần tưới thì là hệ thống tưới tự bật, và khi buổi trưa nhiệt độ cao hệ thống gió cần bật. Kết hợp ba cái yếu tố như thế này thì cái vườn rau của mình lúc đó là sẽ các cái yếu tố nó hài hòa, thì là cái vườn rau của mình mới xanh tốt và phát triển đạt chuẩn. Để chăm sóc cho một cái vườn rau mà không bị sâu bệnh thì chúng ta cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc gì thưa anh? Việc trồng rau trên thùng xốp hay là trồng rau cách truyền thống của nhân dân ta thì không thể tránh khỏi sự sâu bệnh có thể là lây lan hay nhiễm từ không khí bên ngoài. Để mà mình tránh được cái sâu bệnh này thì mình nên trồng rau trong nhà kính hay nhà lưới là biện pháp an toàn nhất. Thế còn nếu mà mình mà trồng rau thùng xốp hay là trên sân thượng thì về cái đảm bảo nguyên tắc chống côn trùng, chống sâu bệnh thì chúng ta phải đảm bảo những nguyên tắc sau đây. Đó là thứ nhất, không được để cái độ ẩm quá mức cho phép. Ví dụ như độ ẩm phù hợp với rau khoảng tầm đến 60% thì mình không để lên để quá cái độ ẩm đó được. Cái thứ hai là cái nhiệt độ càng cao
thì sâu bệnh nó phát triển càng nhiều, càng lớn. Ở trên sân thượng thì shop thì mình không thể tạo hệ thống gió lên được rồi, thì chúng ta là phải đảm bảo thông thoáng nhất có thể. Và cái thứ ba là mình tưới nước đúng thời điểm, ví dụ như tại thời điểm khi mà cây còn non thì mình ta tưới khoảng tầm 3 đến 5 phút. Thế khi mà cây trưởng thành khoảng tầm 10 đến 15 ngày tuổi thì ta có thể tưới đúng 5 phút. Và sau đó là tưới duy trì khoảng 7 phút trên 1 ngày. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi của anh Trực. Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nghe những chia sẻ từ vị khách mời của chương trình. Và phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị hãy cùng thực hiện một vườn rau ngay sau đây. Và đừng quên lấy giấy bút ra để ghi lại, cũng như là nắm rõ được quy trình quý vị nhé. Nơi chúng tôi chọn để thực hiện các thao tác trồng rau cũng chính là chủ mầm non Tổ Hoa. Sau một thời gian sự tư vấn của các chuyên gia của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Tổ hợp Quốc Thái. Và đây là thành quả sau một tháng vun trồng, một khu vườn xanh mướt và đủ loại rau xanh yêu thích. Đây là nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho các bữa ăn bán trú hàng ngày của các bé. Với những cái mô hình như thế này ở trong nhà trường thì thực sự là phụ huynh chúng tôi cảm thấy là rất là an tâm. Và qua cái mô hình này ấy, chúng tôi cũng nhận thấy rằng đã có rất là nhiều ý nghĩa đối với các con. Thứ nhất là tạo được cảnh quan môi trường xanh, sạch và thân thiện với môi trường, thân thiện gần gũi với các con. Thứ hai nữa là qua hoạt động cái mô hình này thì các con cũng có cả được những cái hoạt động trải nghiệm tại vườn rau này. Có thể là trong các giờ ra chơi, các hoạt động ngoại khóa thì các con có thể là được ra đây chính tự tay mình tưới rau này, chăm sóc cây, đúng không ạ? Và như vậy thì là các con cũng học được rất là nhiều cái kỹ năng sống, cũng như là thêm cảm thấy là các bạn ấy tự nhận thấy là thành quả của các bạn ấy, cái thái độ thì các bạn sẽ quý thành quả lao động. Và thứ ba nữa là tôi thấy rằng là một điều rất là quan trọng, đó là ngay như lúc đầu tôi đã nói đó là về an toàn thực phẩm. Thì cái này chính tại vườn rau của các con thì các con sẽ được thu hoạch và sẽ đưa ngay vào khẩu phần ăn bán trú. Chính vì vậy nên là khẩu phần ăn của các con thì thực sự là đảm bảo về an toàn thực phẩm, nên là phụ huynh của chúng tôi thì cũng rất là an tâm. Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách rất là đơn giản để trồng cái làm sao để có một cái vườn rau sạch tại nhà. Và ở đây ví dụ như là chúng ta sử dụng có hai cách. Một là chúng ta sử dụng cái thùng nhựa, hai là sử dụng cái thùng xốp. Cái thùng nhựa này có kích thước là dài 60 và rộng khoảng 40, và thùng xốp cũng vậy là dài 80 và rộng khoảng 40 và cao khoảng 20 cm. Thế thì chúng ta sử dụng là gì? Chúng ta sử dụng ở đây tốt nhất cho cái việc trồng rau trong gia đình là sử dụng phân trùn quế nguyên chất và không trộn một cái gì hết cả. Đấy, và cái phân trùn quế chúng ta sẽ đổ cao bằng một nửa so với cái thùng xốp hoặc là thùng nhựa như thế này. Và cách cái mặt bề mặt của cái thùng xốp thùng nhựa là khoảng 3 đốt ngón tay. Đấy, thì đấy là một cái mức là hợp lý nhất cho việc đổ phân trùn quế. Thì thứ nhất là sẽ đảm bảo là cái thùng nó rất là nhẹ. Đấy, nó không nặng thì các cụ già cũng bê được mà chị em phụ nữ cũng bê được, đúng không ạ? Và đồng thời sau khi đổ xong thì chúng ta sẽ gieo hạt lên trên bề mặt phân trùn quế đó, và sau đó chúng ta sẽ đậy nắp lại. Ở đây nếu mà chúng ta có nắp cái thùng xốp thì chúng ta sẽ đậy kín nắp lại, và sau khoảng từ 3 đến 5 ngày tùy loại hạt giống thì chúng ta sẽ mở nắp ra. Đấy, và khi đó thì cây mầm đã cao khoảng độ từ 3 đến 5 cm và chúng ta đã cây mầm đã cần ánh nắng mặt trời, và chúng ta sẽ sẵn sàng cây mầm sẵn sàng đón ánh nắng mặt trời và phát triển trở thành cây và lá sẽ bắt đầu có màu xanh, đúng không ạ? Thì sau ví dụ như cây mồng tơi này thì sau khoảng độ từ 3 tuần cho đến 3 tuần rưỡi thì là cây đã bắt đầu phát triển đến như thế này và bắt đầu khả năng cho thu hoạch. Và tiểu mục kỹ năng vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Sống An Toàn tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào 10:30 thứ năm tuần sau trên kênh 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.